Kính chào quý vị đang đến với chương trình Thành phố sống đẹp được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khi nhắc tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng ta thường nghĩ tới điều gì? Một nét văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, hay một nơi tụ tập vui chơi của giới trẻ vào mỗi dịp cuối tuần, hay là một nơi ồn ào, tấp nập? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện nhỏ hết sức đặc biệt, một góc nhìn khác về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Loa loa loa, ôm miễn phí nè. Bạn đang làm rất tốt, thế nên là đừng bỏ cuộc nhé. Tôi không biết bạn là ai, cũng không biết bạn đã phải trải qua điều gì, nhưng một cái ôm có thể sẽ khiến một ngày tồi tệ của bạn trở nên tốt hơn. Đó chính là những thông điệp mà bạn Phạm Thiên Ân cùng với các thành viên của nhóm Chuyện Cái Ôm muốn gửi gắm thông qua hoạt động ôm miễn phí được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Bọn em sẽ thường sẽ chuẩn bị một số cái câu slogan, một cái câu tích cực để cho mọi người đọc, và một số kẹo hoặc là hoa hoặc là một cái mảnh thông điệp nhỏ nhỏ để gửi tặng cho các bạn. Tức là em muốn thông qua cái ôm thì sẽ lan tỏa được nhiều hơn về cái những cái nỗi niềm kích tích cực của bản thân, lan tỏa ra cho mọi người, và thông qua đó thì mọi người cũng có thể có một nơi để mọi người tâm sự, mọi người chia sẻ cái câu chuyện của bản thân và có thể là giải phóng cái nỗi buồn trong mình ra. Một cái ôm dù nhỏ bé nhưng ẩn sau đó là cả một câu chuyện. Câu chuyện của những niềm vui, câu chuyện của những nỗi buồn, sự cô đơn, hay thậm chí là câu chuyện của những giọt nước mắt. Không chỉ là một cái ôm mà là những cái câu chuyện mà các bạn có thể nói cho mình. Tức là bạn đó đã rất là dũng cảm khi mà nói chuyện với người lạ rồi. Tuy rằng các bạn đến ôm mình thì có những người là họ mang những cái câu chuyện tích cực hoặc là những cái câu chuyện buồn đến, nhưng mà thông qua đó thì mình cũng có thể là tâm sự cùng với bạn đó. Thì nhờ mà tâm sự cùng với bạn đó thì thế giới sẽ mất đi hai nỗi buồn. Giữa vô vàn những áp lực của guồng quay công việc, của những mệt mỏi, lo âu trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chỉ một cái ôm, một cái vỗ vai an ủi hay những lời động viên đến từ một người xa lạ lại chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành cho tâm hồn mỗi người. Mình vô ôm người ta, mình ôm thật lòng, người ta ôm mình thật lòng, với mình đối xử với người ta tốt, người ta cũng đối xử với mình tốt. Thấy vui à, hạnh phúc, một cái ấm áp con người. Lúc đầu con khá là sợ, nhưng mà lúc con vào ôm con cảm giác là bình yên lắm ạ. Nếu mà có những người mà cầm một cái ôm để mà xoa dịu những cái nỗi đau của họ, hoặc là cầm một lời động viên, thì có thể nghĩ đây là một hành động khá tốt ạ. Hoạt động ôm miễn phí hay còn gọi là pre-hearse, những cái ôm của những người xa lạ, với mục đích thể hiện sự tử tế, lan tỏa những điều tích cực, một hành động đầy sự vị tha nhằm giúp những người xung quanh ta cảm thấy tích cực hơn. Tức là muốn mọi người có thể mở lòng hơn và sống hướng ngoại nhiều hơn. Và thông qua một cái ôm thì mình cũng muốn lan tỏa những điều tích cực. Thật sự một cái ôm thì không giúp đỡ gì, nhưng mà bọn em sẽ động viên bạn đó, và thông qua cái ôm đó bạn đó có thể về suy nghĩ và có thể là đưa ra một cái quyết định cho bản thân. Thì bản thân bạn đó có thoát khỏi cái nỗi buồn hoặc là nỗi tiêu cực đó hay không là chính bản thân đó làm ra. Bọn em chỉ là một cái chất xúc tác cho bạn đó thôi. Bày tỏ với một người lạ nó sẽ có cảm giác tốt hơn là nói với những người thân của mình. Thì những cái ôm mà những người xa lạ dành cho nhau á, thì có thể là lan tỏa niềm vui của mỗi người, hoặc là chia sẻ nỗi buồn, vơi đi nỗi buồn. Tạm biệt câu chuyện của những cái ôm giữa dòng người tấp nập, bon chen đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày cuối tuần, vẫn còn đó những hình ảnh, những câu chuyện ấm lòng khác. Đó là hình ảnh những chàng trai trẻ tuổi đang cầm cuội miệt mài sắp xếp từng cuốn sách gọn gàng, ngay ngắn, cùng với tấm bảng mang dòng chữ: ở đây các bạn được nhận sách miễn phí. Nhóm của em tên là Dưới BC Book ạ. Cái mục đích của chúng em là mọi sự là vì cộng đồng. Vì cho đi và vì nhận lại thì bọn em tạo ra cái giá trị này. Bọn em quyên góp, kêu gọi và quyên góp các bạn ấy hỗ trợ tặng sách cũ của bạn cho chúng em, để chúng em làm chương trình để tặng sách hoặc là trao đổi sách cho các bạn ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và còn bọn em có thể lan tỏa cái điều này cho hoặc là mở ra nhiều trên cả nước nói chung. Mặc dù số lượng sách chưa có nhiều, nhưng hoạt động này chính là những bước đi đầu tiên trong chuyến hành trình lan tỏa văn hóa đọc mà các thành viên trong nhóm đang hướng tới. Bởi vì sách thì giúp cho tất cả các bạn có thể phát triển bản thân hơn. Ngày xưa em khi em chưa đọc với sách thì em
em cảm thấy là nó cuộc sống mình chỉ có sống được một cuộc đời thôi. Nếu mà đọc điều sách thì em cảm thấy là sống được nhiều cuộc đời và có thể phát triển bản thân hơn và giúp cho cộng đồng có thể tốt hơn. Trong thời gian tới thì chúng em vẫn đang kêu gọi tất cả mọi người có thể hỗ trợ sách thật nhiều cho chúng em để chúng em tạo thật nhiều cái chiến dịch như thế này, không chỉ phố đi bộ mà còn nhiều các tỉnh thành khác. Mỗi cuốn sách được trao đi, dù nhỏ bé, nhưng nó không chỉ mang lại kiến thức cho những người cần sách, yêu sách, mà còn là một niềm vui nho nhỏ cho những chuỗi ngày dài học tập và làm việc căng thẳng. Bữa nay em lấy cuốn sách là Đắc Nhân Tâm, tại vì cái cuốn sách này em nó rất là nổi tiếng, nhưng mà chưa giờ em chưa có cơ hội được đọc cuốn sách này bao giờ, cho nên giờ em thấy thì em muốn lấy về để đọc ạ. Em hỏi là sách này được lấy miễn phí thì anh bảo ừ thì em lấy thôi ạ. Em cảm thấy mừng bởi vì em không nghĩ là mình có thể mua cái này. Tại vì em ít khi mua sách đó anh. Em thấy mấy anh rất là tốt bụng và cũng rất là dễ thương ạ. Một cái ôm ấm áp, một lời động viên an ủi, một quyển sách, những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là những điều ấm lòng giữa con phố tấp nập xô bồ này, góp phần tạo thành một thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ nhưng cũng đầy tình yêu thương, sự tử tế. Quý vị thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thành phố Sống Đẹp kỳ này của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo.